về bà sơ cái đó bà mẩy phải đi lên núi bà nhắc tôi nữa nha. Bà lên núi bà cũng nhắc tôi nữa nha. À chắc vậy bà hỏi tôi đó. Ờ tại tôi nhớ bà đừng nhắc bà thì có gì đâu. Nhớ nhắc là chuyện bình thường. Bình thường. Chứ không phải bà canh me tôi hả? À mà có sớm mà không điện về bà là bà đi cáp nè, cáp là bà buồn ha. Đỉnh thì xa lắm. Xa, cho nó có đi được 7 xe kìa. Ừ, giờ cao múc mà. Đó, 7 xe kìa đó. Ừ. Ồ, đợi xe, xe. Đó, mình đứng ở cáp ra, mình quay 7 xe nè đó. Quay cho cả nhà coi ra 7 xe, trời ơi, du lịch không. Trong đó có xe mình nữa nha. Xe nha. Dạ mà bắt xe là bắt xe là bắt xe là bắt xe là lót tôm xèo á. Đây thịt tôm nhấm nhấm cho mình tám bánh lù á. Tám bánh lù. Lên đây cào. Dạ không, bây giờ quay phim. Đó, là có ăn quán nào nghe chỗ mấy? Chỗ mà là tới đỉnh đó. Ờ bởi vì bảy mới đứng góc chùa ông mà cười hay á. Cười hả? Thanh thao luôn hay gì bảy? Mày nói gì á, tao mới cười chứ không. Thôi mình nói đi với nó quay cho nó đỡ mắc cỡ. Rồi nãy mình đi chứ mình thấy đó nó giờ lên hả? Đèn đá, đá gạch đó, màu đỏ đi lên công trình hay chuyện đơn giản. Lên nó liền. Ngày thì cáp này nó chở đá gạch lên. Mày cứ gắn cáp này đây là chở cáp. Đá gạch. Không cáp là tao đâu chở đó. Được. Cáp là chở tao làm có cái khác.
ta làm ta kêu câu ngay. Không biết nhiều khi cái cách tàu ba tàu thăng gì nó câu lên không? Có được, đâu có này. Mày để chở người. Thêm mình tới rồi. Đây đây, tới rồi đó. Mày cũng có len à. Ủa, cái này len à ha. Le ta hái gì ta làm ăn le đó. Ừ đúng rồi, này le cứ vậy, đúng rồi. Đó người ta đi vô rừng người ta hái á. Vô ta hái măng đó. Ừ. Măng le. Chút vậy. Đó, như thế nào.